ổn nè. Ở mấy bữa đâu có đi qua bên nào khán giả ra gặp mặt là nó không? Quá chuyên nghiệp, quá chuyên nghiệp luôn. Chai dòng cola mua tôi 10 tờ. Thôi nó bà ưa làm nhục. Cái mẹ lẻ đi mua đi kệ. Ưa lấy giấy xuống. Dạ lẻ đi, lẻ đi. Có con ca cho sáng sớm ca cổ. Cả người ta mà ca nhạc cái gì vậy? Gương xưa đã vỡ làm đôi, mỗi người một nửa. Chúng ta hãy soi vào bước chân con đang chập chững trên đời. Quãng đường xa có nhiều gai gó thăm thẳm xa vời. Thằng ấm nó sẽ thế nào cứ cánh chở đời con lời mua dân. Thôi một tờ khác 10 tờ số được rồi mà. Cái gì đó quá mà mắc hỏi mua luôn mà. Hát gì đó 10 tờ mà. Hát gì kia kìa cảnh đường mới hát gì kìa. Cái gì? Cái bản gì vừa ca đó. Ghe chiêu cà mau đã cắm sào bên bờ kinh ngã bay. Sao cô gái năm xưa chẳng thấy nhớ ra nhà của cô qua kính tự hôm nào. Tôi giác đôi chiêu bông mà cõi lòng tan nát. Cho bút trà hồn màu má lên rồi. Không bút trà hồn không được là mua người tà. Nó đang nói làm nhục em hoài đó. Anh lâu lâu gặp nó làm nhục hoài. Làm người bạn rất là mấy Việt Nam rất là dễ thương lắm. Cũng như bộ ta hay lắm trời ơi. Ta nhập sớm ta lương chính thức trong đó. Cái thời của em là cái thời xa xưa rồi. Bây giờ thời này là của tử tử với đây đi đây. Trời ơi. Đã bao lâu rồi bà năm đứng trông con hiền. Sớm hôm sau hè hàng cau bước theo nhịp đập. Chầm trường xa xa nghe đồn con về đầu làng. Lòng mừng rưng rưng mắt cười theo giọt lệ rơi. Tiếng con ra đi hàng tre mới lên ngang thổ. Lúc nghe con về trời mâm đã xanh thành tre. Mẹ chờ tin con như cánh đồng chờ mưa mưa tới. Lặng lội bên sông ngóng tìm nơi nào là con. Trời làm giông tố làm chi chỉ thêm đau lòng. Lời trời mưa xuống trời trên cánh đồng đợi chờ. Đừng làm cho chi cánh nhau gia đình lìa tan. Mẹ già côi cút hầm mộng có con bên cạnh. Dù hạt sương khô nhưng lòng nhẹ nhàng mát. Một giọt cánh chua sớt đầy tình mẹ con. Ờ, hay quá Lily, quá suy khóc luôn rồi. Lily, Lily hát bản nhạc cho Lily hát cho Lily. Lily hát bản nha, bây giờ không để nhạc nha. Để im dịu cho Lily ca được phải không? Rồi, ok. Mà quý vị xem mà tiếng hát là đẹp Lily. Nhạc bản bên trên là con đường xưa em đi. Tao có thật không? Sao tôi lấy về đâu con? Con đường xưa em đi vang lên mái tóc thề. Ngõ hồn dâng tay tê. Sao nó nè đi lên? Anh làm thơ vô vi. Khách qua đường làm chuyện tình ta đã vô quy. Vì mưa gió không về trên giường anh bước về. Có nhà hẹn đôi mình ngọc đường bằng. Hỏi còn ai cố tìm. Em ơi nhìn gió lên khơi. Lòng có trong vơi. Một người xa vui sẵn nè. Nơi đây huyền gác cạnh e ấp đôi. Mình còn nhớ em ơi. Màu áo phong sương hay quá.
mình ước được bàn tay kinh nạn dâng hoa dâng hết ân tình đến bao giờ họ đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi thời gian có quên gì đã mòn kia vẫn nghĩ một đêm chậm thanh quãng bên đường vắng chỉ còn em với anh. Ôi, hay quá, hay quá. Nhiều ca ngọt quá chị Ly. Chị hát cái giọng gì ngọt quá vậy? Sáng đi có ăn đường không? Hát ngọt vậy. Hát ngọt cái gì chị? Chị nói đi. Sáng giờ chắc ăn cái vậy? Đường hát ngọt quá trời ngọt. Hát ngọt quá chị ơi. Em buồn á, ca vô ngồi ai với chị? Không bản nha. Quá hay trời quá chị ơi. Trời ơi, hát hay quá. Hay quá vậy chị? Cậu chị diễn rất hay quá vậy. Em ơi, nhìn gió lên khơi, lòng có trong người một người xa cuối trời. Sao nè? Nơi đây phiền các tình trời, hẹ ác đôi lời, mình còn nhớ em ơi, màu áo phong sương mình ước huy hoàng được bàn tay kinh nàng dần hoa dần hết ân tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi thời gian có quên gì đã mòn tia vâng nghi một đêm chân thành quãng bên đường vắng chỉ còn em với anh nghi một đêm chân thành quãng bên đường vắng chỉ còn em với anh. Ôi, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Quá chị ơi. Hồi chú chán ngon, trời ngọt bây giờ. Chị ăn bột ngọt nhiều quá nhiều. Trời ngọt quá chị ơi. Trời ngọt quá chị ơi, chị ăn ngọt quá vậy. Ngọt hơn em quá chị. Trời ơi. Được không? Hát thì được không? Được. Hay rồi. Tương lai á, tài năng trẻ đó, tài năng trẻ đó. Nhạc sớm hay lắm á. Giỏi lắm nha mọi người. Một ngày bán 100 tỷ số, một ngày kiếm 100 ngàn. Có bán nhiều, đứng kiếm 100 ngàn. Còn với em á, là em kiếp em là em làm nghề ca hát và show băng nhạc. Đó, em cũng như làm nè, cũng đủ thứ hết trơn á. Thì không có show ở nhà, em giữ xe của ông Thật nào vui lắm mọi người. Chiếc nào 10 ngàn nha. Mọi người bữa nào rảnh rảnh ghé cô ông Thật ngồi điều kỹ, họ biết người đẹp điện tử không? Là em đây, bãi giữ xe điện tử, một chiếc có 10 ngàn thôi. Anh là đẹp trai em tặng luôn. Họ lấy tiền. Trời ơi. Tặng như chết em đổ em chết đó nha. Em chiếc có 10 ngàn em kiếm ngàn 20 chiếc à mọi người. Hồi đó em giữ xe đắt lắm. Còn tiền ngàn cô biết thật giờ. Bây giờ là ở tình hình chung á, làm ăn khó khăn giờ giữ xe giữ nhắn lắm. Hồi đó em giữ một ngày kiếm 500-600 ngàn đó. Wow. Đó, đó. Sướng lắm. Bây giờ em giữ một bây ngày kiếm 1 triệu hả? Trời ơi trời, đâu sắp chịu ra. Nhà kiếm trăm mấy à. Trăm mấy 200. Đây là trăm đô hả? Hả? Đô thì cũng có. Đô đâu mà có. Có anh chị ở ngoài thương mình. Tình ủng hộ cho hai đứa anh gái của em. Người đẹp tiểu tử, người đẹp. Ly ly. Đó. À, có hai viên bì. Có hai viên bì. Cỏ mất cỏ lắm. Hẹn. Lúc nào cũng e thẹn á. Á thẹn gì chờ mất đâu. Này giống cái gì sao? Này giống sao? Gặp trai cái mất cỡ. Chị vừa hồi đó giờ em không dám mà giờ anh gặp cha em ngại ngùng lắm. Trời ơi, không sao mà ngại ngùng được. Mình vui vẻ lên. Gặp cha cái cười hại anh đi đâu vậy?